Đây là món thọ quay rất ngon, anh chị và các bạn hãy làm gia đình thưởng thức. Công thức này áp dụng cho các bạn quay bằng lò, mình ở căn hộ hay nhà chật hẹp không có điều kiện thì mình áp dụng công thức này vẫn có món thọ quay ngon. Nếu thấy video này hay nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay mình chia sẻ món thọ quay lò. Đây là món thọ nướng ngũ vị rất ngon. Thọ của mình là 1,8 kg. Giờ mình cắt bỏ cái phần xương gần cổ đi. Bỏ bớt mỡ. Tách con thỏ ra để cho nó đứng. Khi mà các bạn nướng xong thỏ nó có hình dạng rất là đẹp. Giờ mình sẽ làm gia vị tẩm ướp. Các bạn cho 1 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê ngũ vị hương, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Rồi các bạn trộn đều lên. Giờ mình sẽ lau khô. Cho gia vị vô tầm ướp. Mình ướp cái phần thịt thôi, không ướp phần da. Đây, các bạn ướp cho mình 1 tiếng để cho thấm gia vị. Dùng 2 củ cà rốt 250g, cắt lát. Trăm gram khoai tây cắt miếng ha. Cắt miếng miếng lớn lớn chút. Cho vô tô luôn. 1 củ hành tây 70g. Cắt muối nhỏ nhỏ. Một muỗng canh dầu ô liu, không có dầu ô liu xài dầu ăn bình thường. Đây các bạn trộn đều lên ha. Giờ hành tây, anh đặt thò lên trên. Sẽ bọc cái tay nó lại. Các bạn chuẩn bị lò trước 180 độ C, mình sẽ nướng là 60 phút. Các bạn cho mình 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh rượu, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh mật ong và trộn đều lên ha.
Wow, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình quét cái hỗn hợp nước sốt lên để lấy màu. Rồi bây giờ mình sẽ nướng lần hai. Các bạn để nhiệt độ 190 độ C, mình sẽ nướng nó 30 phút. Rất là thơm. Bây giờ cà rốt khoai tây của mình đã chín mềm rồi, mình lấy nó ra. Bây giờ mình chiên thọ qua cây nướng nó khô. Lấy cái bạc ra. Các bạn quét một lần nữa ha. Rất đẹp, màu sắc đẹp ha. Sẽ nướng được 3 cho nó giòn da. Các bạn để nhiệt độ 210 độ C, mình sẽ nướng là 15 phút. Wow, quá đẹp luôn, quá hấp dẫn luôn. Rất là thơm ha. Đây là món thọ quay, rất ngon. Anh chị và các bạn hãy làm gia đình thưởng thức. Công thức này áp dụng cho các bạn quay bằng lò, có món thọ quay ngon. Nếu thấy video này hay, nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Nước sốt nướng thọ cho lên một chút, mình ăn kèm với muối tiêu chanh, mình chấm muối tiêu chanh hoặc muối ớt chanh gì cũng được, rất ngon.